Xin chào anh em, rất vui được gặp lại trên kênh review đồng hồ chính hãng của Jimmy. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em xem video thì hãy bấm đăng ký kênh cùng nhấn biểu tượng chuông bên dưới để nhận thông báo khi Jimmy có những video mới. Và anh em sẽ săn được những chiếc đồng hồ mình ưa thích với giá rất là tiết kiệm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Movado của Thụy Sĩ. Và đây sẽ là hộp của Movado. Hộp, một cái hộp rất là thường thấy. Hầu như là chiếc nào cũng là hộp này thôi nha. Movado thì họ làm rất là đơn giản về hộp, về mặt số. Nhưng mà nhận diện thương hiệu thì cũng rất dễ dàng. Thì họ có thương hiệu rồi. Giá trị rất là cao nha. Lên tay cực kỳ sang trọng. Sổ nè, anh em thấy là sổ họ làm đơn giản thôi. Một cuốn sổ với vài trang. Cái đồng hồ. Rồi cái tag. Đó, phim box anh em sẽ nhận được khi mua chiếc đồng hồ này là đầy đủ như vậy nha. Một chiếc Movado Museum phiên bản máy automatic, size rất là mỏng, 39.5 thôi. Và đây là một chiếc 2-3 kim, không có cọc số. Thì đối với những chiếc đồng hồ Movado không có cọc số nhìn rất là ấn tượng. Anh em thấy là thiết kế đơn giản, thanh lịch nhưng mà vô cùng sang. Đây là một chiếc automatic Movado. Thì mình sẽ cho anh em xem về mặt số cũng như là cái phần hoàn thiện của sản phẩm. Một số anh em sẽ nói là chiếc đồng hồ này nó đơn giản như vậy, tại sao nó mắc như vậy? Tại vì nó mắc về thương hiệu nữa. Rồi càng đơn giản mà anh em càng thích và đeo lên tay là cực kỳ sang. Đây là một chiếc Movado Museum không có cọc số thì như vậy làm sao coi giờ? Thì mình cũng không biết nữa, anh em ngắm chừng thôi. Ví dụ như đây là gần 2 giờ nè. Đó, nhìn cái khi mà chúng ta đeo đồng hồ nhiều quá, mình nhìn mặt số mình biết được ha. Đây là gần 2 giờ. Rất dễ dàng. Và khi mà kim nó lên tới đây thì cây kim nó chỉ ở đây. Kim giờ nó chỉ bị góc này là 2 giờ, chỉ thẳng qua đây là 3 giờ. Chúng ta cứ thêm một cái trục chữ thập, dấu cộng thì anh em sẽ xác định được ngay. Cũng không có khó gì nếu mà anh em chịu nhìn chút xíu nha. Chiếc này có mã số quốc tế sẽ là 0607348. Một chiếc sử dụng máy của Thụy Sĩ, đó là máy Movado. Máy của Thụy Sĩ nha, máy automatic. Chiếc này thì anh em thấy là chúng ta sẽ có mặt số thiết kế tầm 2 lòng thôi. Lòng phía ngoài sẽ là một cái lòng đen tuyền, bên trong sẽ là màu xám. Và chúng ta sẽ có một cái chấm tròn rất đặc biệt, nhận diện thương hiệu Movado góc 12 giờ. Logo thì nó sẽ nằm ở phía dưới chữ Movado nè. Switch Movado Make Automatic. Và mình sẽ có được kim giờ, kim phút thiết kế bất nhọn dạng lưỡi kiếm. Đó, anh em nhìn kim của nó hoàn thiện nè, nhìn cực kỳ nét luôn. Một cái bì bezel xử lý bóng và bên phần thân là sẽ là đánh phay xước ngang, rất là nhuyễn luôn. Đây là một chiếc mạ BVD màu vàng gold. Cho anh em yêu thích màu tông đen, nam tính và một cái màu vàng gold rất là sang. Và một chiếc automatic không có cọc số thì sản phẩm nó rất là tinh tế. Nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Anh em nào thích những chiếc mà máy automatic của Movado thì đây là một cái sự lựa chọn hợp lý nè. Chiếc này của chúng ta được trang bị một cái bộ kính sapphire nguyên khối, một cái bộ dây da đi kèm. Và mình sẽ có được dây da. Dây này giống như là dây vân này giống như là vân gì ta? Da B thì phải. Không phải da B mà da kỳ đà đó, giống vân kỳ đà chứ không phải da B. Khóa sẽ là khóa xiên nè, có logo thương hiệu nè. Nắp lưng thì chúng ta sẽ có một nắp lưng thì chiếc này nó không có lỗ đáy nha. Nắp lưng nó sẽ là bắt vít, bốn con vít, bốn con ốc ở đây, dòng chữ Movado, Swift Make, rồi thép không rỉ, kính sapphire, đó. Máy là máy automatic caliber Movado Factory nha. Anh em thường thấy những chiếc Movado thì dùng máy của Movado phát triển lên thôi, từ máy ETA của Thụy Sĩ. Chiếc này có một size thiết kế cũng rất là ok, thon gọn thôi. Movado thì họ thường làm size từ 39 đến 40. Và chiếc này chúng ta sẽ có là 39.5. Mỏng chỉ có 9.4mm. Và mình sẽ có được một chiếc đồng hồ với cái lắc khá là cục, 46 thôi. Như vậy thì anh em có tay tầm 15.5 cũng có thể đeo được luôn. Đó, dây da thì rất là dễ đeo rồi. Và cổ tay Jimmy đang đeo là 16cm nè. Anh em có tay 15.5 vẫn có thể đeo được chiếc đồng hồ này. 15.7 trở lên là đẹp hơn nha.
và cái mặt số thì cực kỳ sang trọng rồi, kính sapphire. Khi lên tay một chiếc đồng hồ máy automatic thì cái cảm giác nó sẽ khác và nó phê hơn rất nhiều so với một chiếc máy pin. Cho nên là anh em nào thích Movado thì chúng ta nên tạo ngay một chiếc đồng hồ như thế này với cái giá sale cực kỳ tốt. Mình sẽ để giá trên phần tiêu đề dưới mô tả video cũng có, và anh em cũng có thể nhắn vào hotline giùm mình 0907 525830 để cập nhật giá và được tư vấn thêm nha. Khi mua hàng thì ngoài phương box, Jimmy sẽ gửi kèm thêm một phiếu bảo hành. Đó, trên phiếu bảo hành mình sẽ cam kết cho anh em nè, đây 100% là âm tích, sẵn sàng đền gấp 10 lần, bao tích trọn đời cho anh em luôn, bao xài 7 ngày đầu, cả thẻ trả góp từ xa và bảo hành chiếc này 3 năm, hầu mãi bảo hành trọn đời miễn phí ship nha. Như thường lệ vẫn là chương trình flash sale 2 ngày đầu, giá rất tốt dành cho anh em, cho nên là chúng ta hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ những video nào, và nên sẽ sẵn được những chiếc đồng hồ rất là rẻ luôn, giá rất là tiết kiệm. Vừa rồi là một cái video mình review một chiếc đồng hồ Movado Museum Automatic, cái phiên bản size 39.5 mỏng 10mm, kính sapphire nguyên khối và nó mạ BVD màu vàng gold, thép không rỉ, rất là xịn của Movado. Và cảm ơn các anh em đã xem hết video này, nhớ bấm like để hỗ trợ tương tác kênh cho Jimmy nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.